叫多埃拉巴康瑟。新干线。啊，처음에비행기를타고오면서 khi tôi bước xuống sân bay, tôi cũng có đôi chút hồi hộp và cũng hơi áp lực. Tuy nhiên, khi buổi lễ ký kết hợp đồng diễn ra, đến bây giờ thì cùng với áp lực, tôi thấy rất hứng khởi và muốn thực hiện thật tốt nhiệm vụ của mình trong 2 năm sắp tới. Và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể đạt được mục tiêu mà hai phía đã đề ra. 어느 때보다도 정말 최선의 제가 베트남 팀하고 직접 경험을 해본 거는 2009년도에 전남 드래곤즈 감독을 했을 때 năm 2009 tôi đã từng đối đầu với đội tuyển Olympic Việt Nam khi dẫn dắt câu lạc bộ Trang Nam. Đó là ký ức trực tiếp của tôi về bóng đá Việt Nam ở thời điểm gần nhất. Ở thời điểm hiện tại, sau khi tiếp nhận chiếc ghế huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam, thì tôi đã tìm hiểu rất nhiều về đội tuyển Việt Nam thông qua mạng xã hội và YouTube. Trong ngày 29 tháng 7 vừa qua, trong trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và các ngôi sao K-League, tôi đã trực tiếp theo dõi và quan sát rất nhiều trận đấu này. Khi tiếp nhận vai trò huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam, tôi cảm thấy đây là một thách thức rất lớn trong sự nghiệp huấn luyện viên của mình. Và đây cũng thực sự là cơ hội để tôi cống hiến cho bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam. Qua những trận đấu mà tôi đã trực tiếp theo dõi và trên YouTube, tôi thấy đội tuyển Việt Nam có lối đá nhanh và rất cơ động, cũng khá tương đồng với những gì tôi đang hướng tới ở trong đội bóng. Một điều mà chúng ta cần phải làm đó là phải cải thiện khả năng phòng ngự ở hàng hậu vệ. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, thông qua những gì mà tôi đã trực tiếp theo dõi trận đấu vào tối qua và cũng qua tìm hiểu, thì tôi thấy đội tuyển Việt Nam về thể lực của các cầu thủ thực sự không quá lo ngại. Và lối đá của đội tuyển Việt Nam là lối đá bóng ngắn và nhanh, và tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam theo cách đá này. Hiện nay, đội tuyển Việt Nam có một lứa cầu thủ rất tài năng và họ cũng có thể phát triển một cách tối đa. Trong thời gian 2 năm tới, tôi sẽ cố gắng phát triển tối đa khả năng của các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu vừa có lối đá đẹp mắt và vẫn có tính hiệu quả cao. Nếu nói về một kế hoạch cụ thể ở thời điểm hiện tại thì rất phức tạp và tôi cũng không có thể nói một cách cụ thể được ở đây. Tuy nhiên, tôi sẽ hướng cho các cầu thủ phát huy tối đa khả năng của mình ở trên sân và cải thiện về mặt tâm lý cho các cầu thủ. Dù giành chiến thắng hay thất bại thì vẫn giữ vững tâm lý để có thể thoải mái tiếp tục ra sân ở trong những trận đấu tiếp theo. 내려간다는 거 아시죠? 내려간다는 거에 대해서 나는 하기 때문에 그 이야기를 한 것이다. 간접적으로 요르단이 지금 110. Bóng đá Việt Nam đang đứng thứ 130 thế giới vào tháng 3 của năm sau. Khi đó Asian Cup diễn ra. Lúc đó, đến lúc đó tôi sẽ cố gắng để chúng ta có thành tích tốt nhất để lọt vào top 120 cho đến 110 của thế giới. Và nếu có thể chưa đạt được do thời gian quá ngắn, thì tôi sẽ cố gắng hết sức
để đạt được thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA. 원정 경기가 있어요. 그래서 일단 우리가 3월 달에 요르단을 우리 베트남이 이기게 되면 간접적으로 우리도 112위권 팀을 이겼으니까 우리도 112위권 안에 들어갈 수 있다고 간접적인 비교가 되지 않느냐. 내가 당장 이 승인 국가대표팀은 11월 14일 날 Về trận đấu đầu tiên của tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tới đây, khi mà chúng ta sẽ phải đối đầu với đội tuyển Afghanistan vào ngày 14 tháng 11. Tôi sẽ vẫn tiếp thu những thông tin và những lời khuyên của ban huấn luyện ở thời điểm hiện tại và vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt những cầu thủ hiện có của đội tuyển Việt Nam do thời gian không có quá nhiều. Sau trận đấu đó, tôi sẽ có nhiều thời gian để quyết định về việc tìm kiếm cầu thủ mới hay tin tưởng các cầu thủ ở thời điểm hiện tại. 선수 파악이 되는 게 가장 우선이다. 선수 파악이 아직 안 되기 때문에. 그래서 내가 이게 이제 완전 베트남에 들어오게 되면 sau đó ở các câu lạc bộ trong nước tôi hy vọng sẽ được trực tiếp và chủ động trong việc lựa chọn cầu thủ để sẽ không có việc thiên vị hay ưu ái bất cứ ai cả và tôi luôn hướng tới tìm kiếm một mình đội hình mạnh nhất có thể cho đội tuyển Việt Nam. 편견 없이 이 선수들을 선발해서 정말 내 축구의 색깔을 펼칠 생각이다.